Oh, xin chào các bạn đã quay lại tới vụ thứ bảy của bộ môn Davinci. Thì hôm nay chúng ta sẽ học đến những cái phần như sau. Hôm trước thì chúng ta đã đi sơ bộ qua về cái phần tab color của Davinci. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi chuyên sâu hơn về cách chúng ta sử dụng những cái công cụ trong cái tab color này để chúng ta chỉnh màu hay là chỉnh màu từng vùng hoặc là cũng chúng ta sẽ tạo một cái lút màu. Thì ở trong Davinci khi mà các bạn tạo được một cái mã màu hoặc là các bạn sạch trên mạng các bạn kiếm được một cái mã màu thì ở trong DaVinci chúng ta hay gọi là root màu ha thay vì ở những phần mềm khác ví dụ như Premiere đi chẳng hạn thì các bạn sẽ gọi là reset màu nhưng trong DaVinci chúng ta sẽ gọi là root màu ha thì hôm nay chúng ta sẽ học cách để chúng ta có thể tạo ra một cái root màu cá nhân hoặc cũng như là chúng ta tải những cái root màu trên mạng về và chúng ta sẽ sử dụng như thế nào ha rồi thì song song đó chúng ta cũng sẽ có một cái bài tập nhỏ đó là chúng ta sẽ thay đổi màu từng vùng trong cái số hình của mình cũng như là chúng ta sẽ tạo một cái nút màu cá nhân hay là chúng ta sẽ áp màu cho nhiều sót trong cái thâm lai của mình rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào một đầu tiên đó là một giới thiệu các nốt cũng như là các loại nốt thường được hay sử dụng trong damasi cũng như là cái ý nghĩa các nốt này rồi quay trở lại phần mềm damasi thì để đây là cái khung giao, giao diện để các bạn chỉnh phần nốt ha ở, à, ở trên góc phải phía trên màn hình của tôi đã có phần clip và phần nốt hai các bạn hãy tắt mở phần nốt này bằng cách là click một lần hoặc click lần thứ hai để ẩn phần nốt này đi ha rồi bây giờ uh, trong phần nốt này thì lý do vì sao mình gọi là phần nốt thì nếu như là các bạn đã bạn nào đã từng biết về phần mềm Photoshop rồi á, các bạn đã từng chỉnh màu bên Photoshop thì các bạn sẽ biết rằng ở Photoshop để chỉnh màu cho từng cái đối tượng này Thì chúng ta sẽ tạo từng cái layer cho từng cái đối tượng khác nhau Để chúng ta chỉnh màu Để nó không bị ám màu qua những cái đối tượng khác đúng không ạ Rồi thì trong Damacy cũng vậy ha Thay vì ở bên trong Photoshop các bạn chỉnh hình Thì những cái layer này nó sẽ phụ thuộc vào những cái đối tượng trong hình mà các bạn cần chỉnh thì với DaVinci chúng ta sẽ không gọi là layer nữa mà chúng ta sẽ gọi là node ha. Thì node này nó sẽ đại diện cho từng cái vị trí, từng cái đối tượng mà các bạn cần chỉnh trong cái video của mình. Tôi ví dụ ở đây tôi cần chỉnh màu trời này, à, vùng đồng bằng này, vùng cây xanh này ha. Thì rõ ràng là tôi có ba đối tượng đúng không? Thì nếu như chúng ta chỉ chỉnh đến một cái nốt mà cơ bản như vậy thì ví dụ tôi chỉnh một hai ba ba đối tượng của tôi sau đó sau khi tôi chỉnh đối tượng thứ nhất ok đối tượng thứ hai vẫn vẫn ok nhưng khi đến khi mà tôi chỉnh đến đối tượng thứ ba của mình từ tôi, tôi là bỗng thấy là à bây giờ cái màu đối tượng thứ hai của tôi nó hơi không hợp lắm hoặc màu đối tượng thứ nhất của tôi nó lại cũng không hợp lắm thì bây giờ có phải là theo thao tác như các bạn hay chỉnh sửa những phần mềm khác thì chúng ta sẽ phải cần cho xét lại quay lại cái bước trước đó đúng không Bây giờ nếu quay lại bước thứ hai, ok, không sao. Nhưng chúng ta sẽ xảy ra một cái vấn đề thế này. Bây giờ nếu như cái bữa ở cái bước thứ ba này, các bạn chỉnh được rồi. Nhưng các bạn cảm thấy là bước màu số 2 này, các bạn chỉnh màu nó chưa hợp lý lắm so với màu của bước thứ ba, thì các bạn quay lại bước thứ hai này, các bạn chỉnh màu để làm sao cho giống màu của bước thứ ba đúng không? Rồi, thì khi mà các bạn quay lại cái màu ở bước hai này nè, thì có chắc rằng các bạn chỉnh xong màu bước hai này, các bạn có chỉnh đúng lại như cái thông số ban đầu của màu thứ ba của các bạn vừa chỉnh hồi nãy không đúng không rồi một cái trường hợp khác nữa nè bây giờ các bạn chỉnh ba đối tượng này xong ba màu này xong thì các bạn cảm thấy là à bây giờ màu thứ nhất đối tượng thứ nhất là đối tượng buồn trời của tôi nó chưa hợp lý lắm tôi muốn chỉnh cho nó sáng hơn hoặc tối hơn hoặc đơn giản là tôi muốn cho nó màu nó tươi tắn hơn chẳng hạn thì ở đây đây là bước thứ nhất đây là bước thứ hai và đây là bước thứ ba thì có phải là các bạn phải quay lại hai bước đầu để các bạn quay lại bước đầu tiên này các bạn chỉnh đúng không rồi thì sau khi các bạn chỉnh bước đầu này rồi thì làm thế nào để các bạn có thể chỉnh chính xác được cái màu mà các bạn đã chỉnh trước đó ở đối tượng thứ hai và đối tượng thứ ba này đó thì khi đó chúng ta sẽ phải cần tạo thêm những cái nốt màu này để làm chi để những cái nốt này nè thì mỗi nốt này chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh từng vùng hoặc tùy chỉnh từng cái thao tác chỉnh màu để lỡ trong trường hợp là hồi nãy giờ chúng ta gặp á là chúng ta chỉnh ba đối tượng sau đó chúng ta thấy cái màu của đối tượng thứ hai này nó không hợp lý thì các bạn chỉ cần xóa cái nốt của đối tượng thứ hai này thôi và màu của đối tượng thứ nhất và thứ ba này các bạn vẫn giữ lại để các bạn có thể so sánh à, thay vì các bạn phải quay lại hết toàn bộ và các bạn chỉnh màu thứ hai sau đó các bạn lại quay lại chỉnh màu thứ ba rồi thì để tạo một cái nốt như vậy á thì ở bài buổi ngày hôm trước buổi thứ sáu thì tôi đã giới thiệu cho các bạn là cách chúng ta tạo nốt rồi đúng không rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ôn lại để các bạn tạo một cái note mới các bạn sẽ vào phần color note và add series hoặc những cái note ở đây ha rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái note serial note đây rồi serial note là gì thì serial note là các bạn sẽ tạo thêm một cái note nằm phía bên tay phải của cái nốt mà các bạn vừa chọn ha ví dụ tôi làm lại nha bây giờ tôi chọn cái nốt thứ hai này hai nó số 2. Sau đó tôi tạo thêm một cái serial node nữa. Đây, thì nó sẽ tạo thêm cho tôi một cái node thứ ba nằm bên tay phải của node thứ hai. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái phần node nữa. Bây giờ sau khi chúng ta chỉnh màu được ba đối tượng này rồi, vùng trời, vùng đất và cây, chúng ta chỉnh xong ở ba đó node như vậy rồi. Bây giờ thêm một cái vấn đề nữa nè. Bây giờ các bạn đây là những cái node mà các bạn đã chỉnh màu rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn quay lại cái file góc ban đầu thì sao? Có nghĩa là cái file góc mà các bạn chưa chỉnh màu gì hết á. Thì bây giờ hôm nãy chúng ta lại xóa hết ba cái nốt này và chúng ta lại chỉnh màu lại toàn bộ. Rồi thì nếu như mà các bạn nào chọn cái phương pháp là à, tôi sẽ xóa ba nốt này đi, tôi tạo lại màu. Thì ok, tuyệt vời. Đó là cái cách mà các bạn làm nhanh chậm nhất ha. Rồi thì chúng ta sẽ làm một cái cách khác nhanh hơn. Đó là chúng ta sẽ tạo thêm một cái nốt. Hồi nãy giờ chúng ta tạo là một cái nốt bên tay phải của cái nốt chúng ta đang chọn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái nốt ở phía trước cái nó chúng ta vừa chọn để làm chi? Để ví dụ ở cái nốt này là cái nốt mà các bạn đã chỉnh màu rồi nè. Thì bây giờ chúng ta tạo một cái nốt ở phía bên tay trái này là cái nốt chưa chỉnh màu. Rồi thì thao tác tạo như sau. Các bạn vào phần color và nốt. Thì nãy giờ chúng ta sẽ tạo là serial nốt đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ toàn chọn là serial before current. Ha, phím tắt của nó là shift S. Đây. Đó. Thì ngay khi các bạn chọn CR before current thì nó sẽ lập tức tạo cho bạn một cái node phía bên tay trái của node các bạn vừa tạo ha. Các bạn để ý lại nha, tôi sẽ làm lại. Bây giờ tôi đang chọn node thứ nhất này. Đúng không? Rồi, chúng ta sẽ vào phần color phần node và CR before current. Đó, thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái node nữa. Đây. Rồi như vậy là chúng ta đã biết được cái cách chúng ta tạo cái phần serial node cũng như là công dụng của nó rồi ha cr và biện pháp rồi thì bây giờ đối với cái sốt này chúng ta chỉnh ba đối tượng thì ok chúng ta tạo ba cái nốt chẳng hạn ha rồi nhưng bây giờ tôi muốn chỉnh nhiều hơn ba đối tượng này thì sao bốn năm sáu bảy đối tượng thì sao thì các bạn có thấy là cái giao diện vùng làm việc nốt của chúng ta nó chỉ có như đây à ha các bạn nếu các bạn tạo nhiều thêm thì cũng được nhưng nó sẽ rất khó quản lý ha ví dụ như bây giờ tôi tạo bằng viêm tắt nha chúng ta sẽ tạo như thế này 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 các bạn thấy rất là khó không quá nhiều nó để chúng ta có thể quản lý ha này quá nhiều nó để chúng ta quản lý tôi sẽ quay lại ha rồi tôi sẽ xóa hai cái nó này đi thì để xóa bằng nó các bạn chỉ cần quét chọn và xóa hoặc đến một cái và xóa thôi ha rồi thì bây giờ tôi sẽ quay lại trường hợp của chúng ta là ở đây chúng ta có nhiều hơn ba đối tượng thì sao ha hoặc chúng ta chỉnh nhiều 7 8 đối tượng như đây chẳng hạn ha và chúng ta không muốn là các giao diện phần nó của chúng ta nó kéo dài và nó xếp hàng dọc và ngang giống như hồi nãy mà tôi vừa thao tác cho các bạn xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần thứ hai nữa đó là phần chúng ta sẽ tạo cái một cái group nốt Rồi thì để để tạo một cái group nốt ta sẽ vào phần nốt và chọn là parallel nốt nguyên tắc của nó là on B. Rồi, đây là phần nốt group nốt của mình ha. Rồi, tôi làm lại nha các bạn bây giờ đây là cái nốt gốc của tôi đúng không bây giờ tôi sẽ tạo thêm một nốt mới để tôi chỉnh màu gì đó ha rồi bây giờ ở phần này tôi sẽ muốn chỉnh nhiều đó nhiều hơn ba đối tượng bốn năm sáu bảy đối tượng chẳng hạn nhưng tôi lại không muốn là cái phần giao diện nó của tôi nó bị kéo dài ra đây thì tôi sẽ vào phần nốt ở đây và tôi chọn là parallel nốt đó ok ha rồi như vậy thì ở đây chúng ta có thể tạo rất là nhiều cái đối tượng dưới đây ha và chúng ta ở đây chúng ta cũng sẽ tạo thêm một cái nốt ở đây để chi đây là cái nốt final đã trùng màu rồi để mình dễ nhận biết thôi ha rồi thì sau khi chúng ta tạo được một cái group node như vậy rồi thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ có hai cái node đúng không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chỉnh được hai đối tượng ha rồi thì bây giờ như tôi đã nói hồi nãy thì chúng ta đang muốn chỉnh nhiều hơn ba đối tượng mà ở đây mới có hai đối tượng à thì bây giờ chúng ta sẽ cần tạo một cái một cái nốt nữa nằm trong cái group này ha thì chúng ta sẽ làm như sau ở đây thì chúng ta sẽ vào phần node lại tiếp tục vào phần node nha các bạn nhưng ở đây chúng ta sẽ không tạo serial node hay là serial before, before current hay là parallel node nữa mà chúng ta sẽ tạo layer node đây ha tôi làm lại nha ở đây thì mục đích của tôi là tôi sẽ muốn tạo một cái node nằm trong cái group này ha thì bây giờ tôi sẽ vào phần color phần node và tạo một cái layer node add layer node ha rồi thì khi đó các bạn có thể chỉnh nhiều hơn ba bốn năm sáu đối tượng ở đây mà cái không gian làm việc node của các bạn nó sẽ không bị chiếm dụng quá nhiều rồi thì như vậy thì chúng ta đã đi qua được hai phần phần thứ nhất hay còn gọi là một thứ nhất thì chúng ta đã biết về phần node cách tạo những phần node cách tạo những phần node này và cũng như là ý nghĩa của cái node mà chúng ta thường hay sử dụng À, rồi và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một thứ ba và một thứ tư đó là phần on alpha output và đặt tên cho các node. Rồi thì quay trở lại phần mềm Damacy thì bây giờ ở đây các bạn đang thấy là chúng ta đang hiển thị nguyên full mặt màn hình. Có nghĩa là có nghĩa là chúng ta hiển thị những hình ảnh dạng màu sắc đúng không? Thì bây giờ các bạn có để ý những cái phần link hay không? À, để như phần lên này rồi bây giờ ở đây tôi còn một cái nốt chẳng hạn ha bây giờ tôi chỉnh màu quá chừng luôn nhưng tôi lại không thấy nén thị ra màn hình final ở đây và một cái nữa là bây giờ tôi nhìn trong cái nốt này khi tôi chỉnh màu á, thì cái nốt này nó có đỏ màu nhưng lý do vì sao lại màn hình program hay còn gọi, hay còn gọi là màn hình final của chúng ta nó không hiển thị màu thì ở đây các bạn đã để ý giúp tôi phần này ha các bạn có thấy những cái phần dòng mũi tên này không những liên này không ha thì mũi tên màu xanh đại diện cho những cái hình ảnh final mà các bạn đã chỉnh còn đây màu xanh lá cây nha các bạn còn màu xanh cyan hoặc hoàng hay các bạn còn gọi là xanh xanh lam á thì là gì rồi thì bây giờ để giải quyết từng cái một khi mà chúng ta chỉnh màu thì chúng ta quan sát là à cái màu trên nốt mình nó vẫn có màu nhưng mà cái màu trên màn hình final mình lại không ra màu thì các bạn để ý cho tôi là cái mũi tên link màu xanh này nó có ra đến cái phần output này chưa ha đây là phần output của cái đam xuyên của mình ha thì khi đó các bạn chỉ cần kéo ha làm lại nha các bạn click chuột trái vào cái chấm màu xanh này mày này chấm màu xanh lá cây này ha rồi các bạn kéo vào đây rồi thì như vậy là chúng ta đã, đã, giải quyết được cái công việc là chúng ta đã ao được cái đường line final hình ảnh ra ngoài đông xì ha rồi với thế thì còn cái chấm màu xanh lam này là gì ha bây giờ chúng ta sẽ làm thử đây đây nó đây là nó màu xanh lam thì cái nó màu xanh lam này nó chính là not abut alpha thì cái not abut alpha này trừ khi nào các bạn sử dụng key phong xanh hoặc là các bạn muốn ao một cái sót hình mà nó không màu không có màu gì hết thì các bạn sử dụng còn thường đa số thì chúng ta sẽ dùng dụng phần output như vậy rồi bây giờ tôi sẽ reset lại ha rồi thì sau khi chúng ta đã thì biết giải quyết xong cái việc mà chỉnh màu mà chúng ta không thấy xuất màu ra cái đường link final này và link output alpha thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái trường hợp thứ hai đó là bây giờ các bạn thấy là những cái này không thì nếu như ở đây tôi tạo quá nhiều nó quá nhiều đối tượng ở đây thì chúng ta vẫn làm việc được không không có vấn đề gì hết tuy nhiên nếu như chúng ta làm việc team với nhau hoặc chúng ta làm việc quá nhiều dự án cùng lúc với nhau chẳng hạn ha thì bây giờ nếu như các bạn mở lên một cái dự án như vậy thì các bạn sẽ không thể nào biết được là à những cái nốt này mình đã chỉnh đến cái phần nào của cái sóc hình này đúng không rồi trường hợp thứ hai là bây giờ chúng ta làm việc team với nhau thì bây giờ nếu như các bạn đã chỉnh màu xong các bạn đưa cho một cái bạn khác làm thì khi các bạn khác nhìn vào á các bạn khác cũng sẽ rất là khó để nhận biết được là những cái nốt này là các bạn đang chỉnh trên những cái vùng màu nào thế thì theo các bạn chúng ta sẽ làm như thế nào để mà thứ nhất là cho chúng ta dễ quản lý những cái nốt này, chúng ta nhìn vào là chúng ta đã biết được cái nốt này chúng ta chỉnh cái gì. Và thứ hai là làm thế nào để cho các bạn khác khi mà nhìn vào cái project của chúng ta đang làm. Các bạn ấy có thể biết được là những cái nốt này chúng ta đang làm cái gì. Chính xác đó là chúng ta phải đặt tên cho những cái nốt này. Thế thì trong Davis chúng ta đặt tên những cái chuyện cái nốt này như thế nào. Rồi rất đơn giản các bạn chỉ cần click chuột phải và các bạn chọn Not label rồi ở đây tôi sẽ đặt là file gốc rồi tiếp tục ở đây chúng ta sẽ đặt bây giờ ở đây là tôi cần chỉnh cân bằng trắng chẳng hạn ha rồi ok tôi sẽ ghi là cân bằng trắng rồi tiếp tục ở đây tôi sẽ đặt một cái tên node khác đó là chỉnh vùng trời rồi tiếp tục ở đây chỉnh đất. Rồi, tiếp tục, ở đây chúng ta sẽ chọn là chỉnh cây. Thì ở đây là những cái phần node mà tôi đã đổi tên cho nó rồi ha. Rồi bây giờ ở đây là tôi đặt tên là node final chẳng hạn. Đó. Thì như vậy khi mà các bạn làm việc như vậy á thì cho dù các bạn làm việc năm sáu dự án cùng lúc hoặc là các bạn làm việc cho đưa cái dự án của các bạn cho những các bạn khác trong team các bạn làm thì các bạn cũng có thể nhìn vào đây và các bạn biết được là à những cái nốt này chúng ta đã vừa chỉnh cái gì xong ha nó sẽ đỡ tốn thời gian cho chúng ta rất nhiều cho cái việc mà chúng ta phải đi tìm những nốt trong này rồi thì bây giờ chúng ta sau khi chúng ta đã đặt tên cho cái nốt xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái việc là thao tác di chuyển vùng làm việc của cái nốt rồi thì như các bạn thấy là bây giờ quay trở lại cái giao diện phần chỉnh màu của chúng ta ở ngay một nốt như vậy ha thì bây giờ sau khi các bạn đã tạo được xong những phần node này thì các bạn có thể chọn từng nót hoặc các bạn có thể quét chọn như vậy để mình di chuyển ha rồi bây giờ như các bạn thấy là à cái chỗ này chúng ta sẽ thấy được cái tên của cái cái note của mình là à, file góc chỉnh đất chỉnh cây final nhưng ở những chỗ này tên node của chúng ta có nhiều hơn ba chữ thì làm thế nào để chúng ta có thể hiển thị được full thì ở đây để mà di chuyển zoom in zoom out của cái nốt này thì chúng ta sẽ làm như sau hóa đầu tiên chúng ta sẽ có phần di chuyển qua trái hoặc phải của cái nốt thì các bạn sẽ click giữ chuột giữa đây ha giữ chuột giữa trên con chuột của mình để chúng ta di chuyển kéo di chuyển qua trái hoặc hoặc là qua bên phải những phần nốt của mình rồi còn để zoom in hoặc là zoom out những cái nốt này thì chúng ta làm thế nào thì ở đây chúng các bạn sẽ giữ phím Alt cộng lăn chuột giữa ha nhớ nha các bạn lăn chuột giữa nha chứ không phải là giữ nữa nha ha đó các bạn thấy không hồi nãy là do chúng ta không zoom in vào cái phần nốt này do đó hồi nãy tôi đặt tên nó bị sai giống vậy ha bây giờ chúng ta sẽ sửa lại rồi ok chúng ta sửa lại là node vùng chỉnh vùng trời nha hàng. Đây, chính trời, đây chỉnh vùng trời ha đây chỉnh vùng trời rồi để zoom out ra các bạn lại tiếp tục click on the và lăn chuột giữa ha đó chúng ta quét chọn kéo đây rồi ở đây còn nó tới đi ở dưới này nữa chúng ta sẽ quét chọn và kéo vào đây ha rồi rất đơn giản đúng không rồi tôi nhắc lại ha để mà chúng ta di chuyển cái vùng nó của chúng ta qua trái hoặc là qua bên phải thì các bạn sẽ click chọn giữ chuột giữa cái con lăn của các bạn á ha con lăn trên chuột của các bạn á các bạn sẽ kéo qua trái qua phải hoặc là lên xuống như vậy để các bạn di chuyển giữa những cái vùng lên xuống hoặc trái phải của cái vùng nốt của mình rồi còn bây giờ khi mà các bạn muốn zoom in vào những phần nốt này để chúng ta nhìn rõ hơn cái phần tên thì các bạn giữ ở toilet và lăn chuột giữa rồi các bạn đã nắm rõ hết chưa à tôi làm lại ha để Bây giờ tôi sẽ zoom out ra Thì chúng ta sẽ click chọn cái gì các bạn? Giữ phím Alt và lăn chuột giữa Ha lăn ra, lăn chuột giữa ra ha Rồi bây giờ tôi muốn di chuyển lên thì thế nào? Đúng rồi chúng ta sẽ lít chọn giữ chuột giữa và chúng ta di chuyển thôi Ha đó chúng ta sẽ di chuyển Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái một số 6 đó là chúng ta sẽ tạo một cái LOOT và cách chúng ta add một cái lút màu từ bên ngoài vào rồi thì quay trở lại phần mềm Damacy tôi sẽ tạm thời xóa đi những cái những cái nốt này ha rồi tôi cũng sẽ không quên link cái phần hình ảnh final ra một program của Damacy rồi bây giờ ở đây ví dụ như ở đây tôi chỉnh màu sơ bộ một xíu đi ha rồi tôi sẽ chỉnh một xíu ở đây ok thì một chút ở đây rồi rồi ok như vậy là tôi đã chỉnh xong phần màu ha đây là tôi chỉnh màu ví dụ thôi nha các bạn ha chúng ta sẽ chỉnh màu được như đây rồi thì bây giờ tôi sẽ muốn cho thêm một xíu saturation cho màu nó tươi tắn hơn ha rồi thì bây giờ tôi đã chỉnh được màu như đây rồi bây giờ nếu như trong trường hợp ở đây chúng ta có nhiều sốt màu sắc tương tự như vậy thì sao làm thế nào để chúng ta có thể copy những cái màu này sang những cái sót hình khác mà chúng ta không phải cần phải chỉnh lại những cái phần màu sắc như vậy hoặc là một cái trường hợp thứ hai là bây giờ chúng ta làm việc nhóm với nhau chúng ta đã tạo được một cái màu cho toàn bộ những cái sót hình của mình rồi thì bây giờ chúng ta muốn xuất cái nút màu này qua cho bạn chúng ta có thể sử dụng được trên máy của họ thì chúng ta sẽ làm như thế nào và trường hợp thứ ba nữa là bây giờ các bạn lấy được cái màu lút màu trên mạng của Da Vinci về của những cái editor khác tải lên và các bạn cảm thấy là à cái màu lút màu này nó hợp với lại cái phong cách của mình và các bạn muốn lấy về các bạn áp màu cho cái số hình của mình thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế nào rồi bây giờ quay lại trường hợp thứ nhất bây giờ tôi muốn copy lấy hết tất cả màu này chỉnh cho hai sót còn lại thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì chúng ta sẽ có hai cách như sau cách thứ nhất các bạn chỉ cần copy số này và các bạn bắt vào số này là xong ha rồi tuy nhiên thì như các bạn thấy à bây giờ tôi sẽ thử thắp bắt thêm một cái nó khác rồi tuy nhiên thì như các bạn thấy là ở ba số này thì cái số thứ hai và số thứ ba của tôi gần như bị cháy sáng ha chúng ta nhìn vào biểu đồ đây ha thì chúng ta cầm chúng ta nhìn vào biểu đồ ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là cái màu của chúng ta nó bị cháy sáng ha rồi thì điều đó có nghĩa là các bạn vẫn có thể copy màu qua được tuy nhiên là cái màu của các bạn á các bạn đâu đâu có biết được là cái màu này nó có hợp với những cái shot này hay không đúng không ạ à? dẫn đến cái việc là khi mà các bạn copy vào á nếu đây tôi copy có hai cái shot hình thôi thì ok nhưng mà ở đây các bạn copy nhiều hơn hai shot hình mười mấy hai mươi shot hình thì thế nào Đúng chưa Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cách khác Để trước khi chúng ta áp cái màu của số thứ nhất này vào cái màu của số thứ hai thì chúng ta có thể xem trước được là cái màu của số thứ nhất này nó có phù hợp khi mà chúng ta chèn vào cái số thứ hai này không cả đã ha rồi thì để làm được việc đó chúng ta làm như sau ở đây trên cái sót màu mà mình đã chỉnh rồi nè các bạn click chuột phải và các bạn chọn ráp tiêu ha thì ngay khi các bạn chọn rap tiêu xong ở một gallery ở bên này nó sẽ hiện cho các bạn một cái rap tiêu một cái hình giống như vậy tôi làm lại nha bây giờ tôi sẽ còn cho z à không bây giờ tôi sẽ xóa cái cái tiêu này đi ha sau đó tôi chỉnh màu cho cái sóc này đây bây giờ tôi chỉnh màu cho cái sóc này rồi tôi sẽ chỉnh màu cho cái sóc này một xíu rồi ok bây giờ tôi sẽ lít chuột phải vào cái màn hình program của tôi ha màn hình final của các bạn á cái màn hình mà chúng ta chỉnh màu xong á nó sẽ hiện thị này á thì chúng ta chọn rap tiêu thì ngay khi các bạn chọn rap tiêu xong thì ở một gallery ở bên này nó sẽ tạo cho các bạn một cái hình giống như vậy ha rồi bây giờ các bạn có thể click vào cái shot thứ hai mà các bạn muốn chỉnh sau đó trước khi các bạn bắt giống như tôi hồi nãy là còn trên V còn trên C ấy, ha thì bây giờ các bạn có thể rê chuột ở đây đó để mình xem là cái màu này khi mà nó áp vào cái số hình của chúng ta có bị gì không ha à, rồi tôi buông ra này ha đây là màu chưa chỉnh rồi để vào đây là màu đã chỉnh rồi theo cái màu ở số 1 rồi tiếp tục ở đây tôi vẫn đưa từ đây thì ở đây khi ngay khi mà các bạn đê chuột vào đây nè thì các bạn cũng có thể đê chuột từ trái qua phải để cho cái xuất hình mình nó chạy từ trái qua phải ha đó thì các bạn sẽ thấy được rằng a à, cái màu của mình ở đây nó phù hợp rồi bây giờ cách chúng ta ép cái màu này vào cái xuất này như thế nào bây giờ các bạn sẽ chọn chuột phải tiếp tục chuột phải giúp tôi ha chúng ta sẽ chọn apply gray đó thì ngay khi đó cái màu ở cái tiêu này nè nó sẽ áp vào các số hình thứ hai của các bạn tương tự số hình thứ ba chuột phải apply gray là xong ha rồi chúng ta sẽ sang trường hợp à, thứ hai là bây giờ các bạn muốn tạo thành một cái lút màu hay gọi một cái mẫu màu chẳng hạn ha theo tiếng việt của chúng ta gọi là mẫu màu ha là một cái màu mẫu để các bạn có thể đưa cho bạn của mình và các bạn khác sẽ chỉ cần apply cái màu đó vào số hình của bạn thôi thì chúng ta sẽ làm như thế nào ha thì đầu tiên thì có phải các bạn muốn tạo cái mẫu thì đầu tiên cái việc chung của chúng ta là cái phần phải chỉnh màu sau đó các bạn sẽ tạo thành một cái mẫu để có thể copy qua máy của bạn khác được đúng rồi rồi bây giờ sau khi chúng ta đã chỉnh màu xong ở những nốt này ha rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất một cái mẫu hay gọi là một cái lút màu thì các bạn chọn ở đây ha bạn chọn bất kỳ cái sót nào mà các bạn cảm thấy là cái lút màu này nó đẹp rồi chúng ta sẽ lít chuột phải vào đây ở đây các bạn sẽ chọn giúp tôi là generate lút thì ở đây nó sẽ có 3 thì chọn 17, 33, 65 và 35, 35. Thì ở đây các bạn nên chọn giúp tôi là 65 point ha 65 point thì ở đây 17 33 265, nó chính là cái điểm màu trên số hình của các bạn ha thì thường mặc định chúng ta nên chọn 65 point rồi sau khi các bạn chọn xong thì ở đây các bạn có thể chỉnh cái mã màu của mình ví dụ ở đây tôi chọn là màu 1 ha tôi ghi là tiếng việt có dấu màu 1 tôi sao lại rồi thì sau khi tôi đã seal một cái lút màu xong thì chúng ta sẽ quay ra cái folder mà hồi nãy cái đường dẫn của chúng ta chỉnh cái file lưu màu. Đây, màu 1. Ha. Rồi, tôi làm lại nha các bạn. Ở đây, các bạn chọn giúp tôi là chuột phải vào cái số này. Ví dụ tôi muốn tạo một cái lút màu cho cái số này. Lít chuột phải, chọn Generate Lút. Chúng ta chọn 65 Point. Rồi, sau đó, ở đây đường dẫn hồi nãy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi màu 2 Và nhấn sao Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái thư mục của chúng ta Đây bây giờ chúng ta đã có màu 2 Rồi bây giờ tiếp tục Tôi muốn là tải một cái mã màu một cái nút màu cho mạng về và và tôi áp lại vào cái đăng của tôi thì làm thế nào cũng như là khi các bạn đã xuất được một cái lút màu rồi các bạn đưa máy của bạn của mình thì bây giờ làm thế nào để bạn của mình có thể sử dụng được lút màu của các bạn rồi thì bây giờ các bạn sẽ vào phần lút ở đây ha ở đây nó sẽ là một cái thư viện lút của davinci nó sẽ có rất nhiều lút ở đây ha rồi các bạn sẽ lít vào bất kỳ một một cái lút nào không cần lít chọn các bạn các bạn chỉ cần rê chuột vào đây thôi ha thì ở đây các bạn lít chuột phải và các bạn chọn open file location để chi để chúng ta mở ra được cái thư mục chứa lút của Da đây, đây, là cái thư mục chứa lút của Da Ha. Rồi bây giờ việc của chúng ta là mở lại cái lút màu của chúng ta vừa là hồi nãy. Đây, hai, hai phần này. Tôi sẽ copy nó vào thư mục lút của Da Rồi, xong hai phần này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần mềm Da Rồi, ở đây các bạn click chuột phải và nhấn refresh để nó cập nhật lại cái thư viện nút màu của chúng ta. Sau đó, đây là hai cái nút màu mà các bạn vừa tạo hồi nãy. ha à. rồi thì như vậy, ở đây cách này các bạn có thể xuất một cái nút màu ra, đưa cho bạn của mình dựng, hoặc các bạn có thể tải một nút màu trên mạng về và các bạn sử dụng cái nút màu này về cài đặt về trong máy của mình. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến đi đến một cái phần bài tập, đó là chúng ta sẽ thay đổi màu từng vùng hồi nãy chúng ta đã tạo được một cái lúc màu cá nhân rồi ha rồi chúng ta cũng áp màu cho nhiều shot được rồi bằng cách chúng ta tạo một cái steel bây giờ chúng ta sẽ thay đổi màu từng vùng sử dụng cái phần nốt này rồi quay trở lại phần mềm damoxi ở đây tôi sẽ sử dụng cái shot này bây giờ tôi sẽ reset ha reset cái nốt của mình rồi chúng ta sẽ tạo thêm một cái nốt khác đầu tiên ở đây ha? chúng ta sẽ đặt tên nó là sky là vùng trời nha các bạn ha là vùng trời rồi bây giờ tôi sẽ cân bằng trắng cho nó trước thì ở đây cân bằng trắng các bạn chọn giúp tôi Phòng white balance sau đó các bạn chọn vào điểm sáng nhất một điểm trắng nhất trong số hình của mình rồi sau khi bạn đã chọn xong ở đây nó sẽ hơi bị ám màu xanh thấy các bạn hơi bị ám màu xanh đó rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo giảm màu xanh xuống bằng cách chúng ta sẽ vào phần bánh xe màu ở đây ha chúng ta tăng lên màu đỏ một đây lấy lại màu màu một xíu rồi thì xuất hình của mình nó đã về màu gốc và tôi thấy cảm thấy là à cái số này bây giờ mình hơi màu nó hơi lạnh ha bây giờ chúng ta sẽ giảm lại một xíu màu ok tôi sẽ giảm vùng shadow và vùng mentor, tăng lên một xíu màu đỏ ha rồi bây giờ thì tôi sẽ chọn cái vùng màu của tôi là vùng trời như vậy để chúng ta chỉnh rồi thì để chọn đúng vùng trời như vậy thì các bạn vào giúp tôi cái phần quality field. Ha, quality field này sau đó các bạn chọn ngay vùng trời của mình rồi thì sau khi các bạn đã chọn đã chọn xong được vùng trời của mình rồi bây giờ thì các bạn nhìn trên nó của mình này nó đã chọn được vùng trời của mình rồi nhưng bây giờ làm thế nào để các bạn có thể nhận biết được là cái vùng chọn của mình đã đúng hay chưa Đúng không. bây giờ tôi tạm thời sẽ tắt phần nút này đi ha tại vì chúng ta sẽ không sử dụng phần nút là tại vì chúng ta sẽ không sử dụng phần nút này và bây giờ tôi sẽ bật thêm chế độ highlight rồi phần highlight này sẽ hiển thị cho chúng ta biết là cái vùng màu chúng ta chọn đã có đúng hay chưa rồi ở đây nếu như bạn nào vẫn hơi khó nhìn nữa chúng ta sẽ bật thêm black and white này nữa rồi vùng màu trắng hiển thị cho vùng chúng ta đang chọn và vùng màu đen là vùng chúng ta không chọn ha rồi bây giờ ở số này tôi đang muốn chỉnh vùng trời ha rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống phần như này chúng ta sẽ tùy chỉnh những cái vùng hơi saturation and illumination ha chúng ta sẽ tùy chỉnh những thông số ở đây đây là vùng muốn lấy hết vùng highlight ha và tôi giảm bớt vùng Shadow lại vùng tối lại ha đây vùng tối lại tôi chỉ lấy vùng trời thôi đây rồi để đó tôi sẽ bật lại kiểm tra xem là mình đã chọn đúng hay chưa ha rồi ok tuyệt vời chúng ta đã, đã chọn đúng rồi nhưng bây giờ chúng ta cái phần viền này, này nó hơi gắt một xíu ha nó hơi gắt thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần bên này master chúng ta sẽ tăng một xíu ra đi đây để cho cái viền nó nhẹ đi bớt hai cái này tôi sẽ tăng nhiều lên để các bạn dễ nhận biết ha đó rồi tôi sẽ giảm lại tăng vừa phải thôi rồi Tăng vừa phải thôi nha các bạn Rồi sau khi chúng ta đã tăng Chúng ta đã chọn được cái vùng trời rồi Bây giờ chúng ta có thể bật lại chế độ bình thường Và ở cái bước này Bây giờ chúng ta có thể quay lại Cái phần tab color well ở đây Để chúng ta tăng chỉnh màu lên Bây giờ tôi sẽ muốn là Cái vùng trời của chúng ta sẽ có nhiều màu xanh hơn một xíu Ok Bây giờ chúng ta sẽ kéo màu xanh như vậy Tăng màu xanh như vậy ha Rồi sơ đồ nó cũng lên màu xanh một xíu Và ở đây tôi muốn màu nó tươi hơn chúng ta chọn màu saturation để tăng lên một xíu ok chúng ta có thể tăng thêm con trắc để tạo chiều sâu rồi chúng ta sẽ xem lại ha đây là cái file bầu trời trước khi chúng ta chỉnh và đây là cái bầu trời sau khi chúng ta đã chỉnh xong bây giờ tôi làm lại ở một cái số khác nha các bạn Và số này rồi bây giờ thì mục đích của tôi là tôi muốn thay đổi cái áo của cái uh, em bé này sang một cái màu khác ha rồi tiếp tục chúng ta sẽ tạo một cái nốt sau đó chúng ta đặt tên của nó là màu áo rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chọn qua vùng làm việc Color Fill ở đây sau đó chúng ta sẽ hút màu ở đây chọn vùng màu rồi sau đó tôi sẽ bật cái phần highlight cũng như là black and white lên để cho chúng ta biết được là cái vùng chọn của chúng ta có chính xác hay không thì ở đây các bạn cũng có thể lăn chuột giữa để chúng ta zoom in hoặc zoom out ở cái vùng này chúng ta nhìn cho dễ ha và di chuyển nó cũng tương tự như phần nó à, rồi chúng ta zoom in zoom out đây rồi bây giờ tôi thấy là phần low của mình hơi ít rồi tôi sẽ tăng lên xíu cũng như phần highlight like. tôi sẽ lấy thành nhiều nhất có thể rồi ở đây phần low tôi sẽ giảm giảm lại rồi giảm vừa thôi phần này thêm ok rồi, chúng ta điều chỉnh một xíu thông số ở đây. Rồi, thì sau khi các bạn chỉnh xong, thì các bạn sẽ thấy là mặc dù là chúng ta đang chọn cái vùng màu ở vùng áo này, nhưng ở phần trên đây, nó cũng có màu giống như cái áo này, do đó da oxy cũng sẽ hiển thị luôn. ha Thì do vậy, chúng ta phải xóa bớt cái vùng này bằng cách như sau. Các bạn sẽ vào phần cột bên này. Better. Chúng ta sẽ chọn. Chúng ta làm phần quay đi ha. Lia phần đi phần quay đi rồi, tăng một xíu, rồi bây giờ tôi sẽ cái vòng chọn này, tôi vẫn cảm thấy những cái phần áo của mình nó chưa chọn được hết, đúng không? chưa chọn được đều, do đó tôi sẽ tăng một xíu phần quay này để nó lấy hết được cái phần áo của tôi, đó, à, các bạn đã thấy chưa? rồi thì sau khi mà tôi đã tăng chọn được hết vùng áo rồi, thì bây giờ nó lại lồi thêm những cái phần mà có hệ màu nó gần giống như màu áo của tôi, thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần Master, finish này chúng ta sẽ chọn Libet xóa đi cái phần chúng ta không mong muốn ha rồi ok rồi phần lớn này tôi cảm thấy nó đã phù hợp rồi bây giờ chúng ta có thể bật lên hay màu lại ha. bật lên hay màu lại đây và đây thì bây giờ sau khi các bạn đã chọn được màu xong chọn được vùng màu xong rồi nè bây giờ chúng ta sẽ thay đổi màu áo này bây giờ tôi sẽ muốn nó màu sắc nó đậm hơn thì các bạn sẽ tăng vào đâu à vào phần saturation tăng lên hoặc các bạn tăng lên nhiều nữa rồi hoặc các bạn sẽ muốn màu áo này nó thay đổi một xíu ok bạn sẽ tăng lên màu hồng hoặc là gì đó chẳng hạn đó ha hoặc tôi muốn màu khác chẳng hạn đây ha rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại nha đây là cái màu áo hay còn gọi là cái vùng màu mà chúng ta chưa chỉnh này sau khi chúng ta đã chỉnh màu xong ha. rồi thì đến đây các bạn đã mệt chưa ạ nếu mệt rồi thì chúng ta sẽ tạm thời nghỉ giải lao một xíu và chúng ta sẽ quay lại ở bài 8 nha các bạn. Green Academy Hàn Quốc에서 나온 학원.